Ơi, chào anh em, mình giới thiệu cây đàn guitar nội địa Nhật nè. Cây đàn này của hãng Maruha. Cây đàn nội địa của Nhật ha. Cây đàn này ngoại hình nó cũng khoảng 80%. Chung là phím độ cũng tương đối. Anh em bỏ ra 800 ngàn để mua cây đàn nội địa Nhật so với 800 ngàn để mình mua đàn mới đó, thì cái cây này nó khá là cạnh tranh trong cái tầm giá của nó. Tầm 800 nếu mà đàn mới, đàn Việt Nam thì nó cũng không có chất lượng bằng cái cây nội địa Nhật, dầu là ngoại hình nó không có đẹp bằng, nhưng mà nó âm thanh rồi cái chất nó sẽ khác. Rồi, cảm ơn em. Mà nếu mà mua đàn thì liên hệ mình qua Zalo số điện thoại, mình có ship code toàn quốc ha. Rồi, xin cảm ơn em.